Sinh ra và lớn lên trên làng nghề sơn mài Hạ Thái, anh Thắng đã quá quen với những công đoạn để tạo ra một sản phẩm sơn mài. Anh cho biết, nghề sơn mài rất công phu, đòi hỏi sự tỉ mỉ, nâng niu. Từ bó hoa vóc đến trang trí, mài và đánh bóng, tất cả có 18 bước, mỗi bước đều cần trau chuốt từng chút một. Trước đây, người làm sơn mài cần 50 ngày với nhiều tay thợ để cho ra đời một sản phẩm. Nhưng nay, những nghệ nhân như anh Thắng có thể hoàn thiện quy trình trong thời gian chỉ bằng một nửa, thậm chí 1/3 nhờ vào sự hỗ trợ của máy móc. Về công đoạn áp dụng máy móc thì có như là khâu mài chà thì bây giờ họ thay thế hết bằng cái máy rung. Nó sẽ đáp ứng được về cái độ phẳng và cái năng suất lại cao và nó sẽ không làm mỏi tay của công nhân. Thứ hai là về khâu phun sơn. Thì ngày xưa là mình sẽ phải quét bằng tay 100%. Nếu có máy sơn là nó sẽ cái mặt phẳng nó sẽ phẳng và nó bóng đều và nó sẽ đẹp hơn ạ. Với chiếc máy vi tính, anh Thắng có thể dễ dàng cập nhật và thiết kế những sản phẩm không chỉ có ứng dụng cao mà còn mang đậm hơi thở của thời đại, đón đầu xu hướng, thẩm mỹ của nhiều quốc gia trên thế giới. Nhiều sản phẩm do anh Thắng thiết kế được bạn bè quốc tế yêu thích. Đây là sản phẩm lọ, bình lọ hoa. Đây là một sản phẩm phát triển từ ý tưởng là các cái led hoa văn thổ cẩm. Hàm lượng công nghệ đưa vào là sẽ là có khâu trà mài để giúp cho cái sản phẩm mình gắn nó cái hình họa văn chai nó rất là to nên là nó cần phải đưa máy chà vào để chà để giúp nó phẳng hơn. Thì theo mình nghĩ đó là cũng giúp cho cái sản phẩm đẹp hơn. Cái sản phẩm mình đang cầm thì là hiện tại là mình đã xuất sang châu Mỹ và châu Âu. Trước đây, sơn mài chỉ có 3 màu là sơn then, sơn son và sơn cánh gián. Nhờ máy móc hiện đại cùng sự sáng tạo, nghệ nhân làng nghề đã tìm ra nhiều màu mới với những sắc độ khác nhau, lộng lẫy mà đằm thắm, ẩn hiện lớp lớp, tầng tầng, tạo chiều sâu cho sản phẩm. Với thợ sơn mài trẻ, khoa học công nghệ là nền tảng giúp họ sáng tạo, thăng hoa. Còn với những nghệ nhân có tuổi, máy móc đã làm nên một cuộc cách mạng giúp làng nghề đổi thay. Các cái bản phác thảo, rồi lại phải tô màu, rồi phải làm các sắc độ, rồi phải làm các cái điều kiện. Thì bây giờ với công nghệ thông tin thì họ có thể đưa lên hình ảnh trên không gian kỹ thuật số. Rồi họ tự nhiên là họ sẽ thiết kế các hình ảnh trên như vậy. Và sau khi các hình ảnh đó được chúng tôi xem xét và thấy hợp lý, và khách hàng thấy hợp lý thì chúng tôi bắt đầu mới đưa ra cho những thế hệ già, họ sẽ chuyển tải từ những hình ảnh đó thành những sản phẩm theo từng công đoạn sản xuất. Thì đấy là cái công nghệ mới. Với công việc phù hợp tại xưởng sơn mài, bà Bốn dù đã qua tuổi lao động nhưng vẫn có thể nhận lương 4-5 triệu đồng một tháng. Con cái đều ở riêng, số tiền này đủ để bà chi tiêu mà không cần phụ thuộc vào con cái. Cô đi làm cái này một tháng có thể là được tới 4-5 triệu, nhưng bọn cô mà đi làm ruộng thì làm sao mà thu hoạch được. Mỗi chia ra thì mỗi tháng chả được là bao nhiêu. Thì bọn cô vẫn phải cấy thêm để bọn cô thu hoạch thóc lúa, rồi chăn nuôi thêm. Theo ông Đỗ Đình Lăng, người có công đầu trong đưa sản phẩm sơn mài đến các thị trường khó tính như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, hàm lượng khoa học kỹ thuật của làng nghề chỉ thật sự gia tăng khi Hạ Thái được triển khai chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới. Chương trình này không chỉ là cơ hội để làng nghề cơ giới hóa, chuyển đổi số, mở rộng cơ hội xuất khẩu, mà thông qua đó còn tạo nên sự dịch chuyển lao động, tạo việc làm ổn định và sinh kế bền vững cho người dân địa phương. Thì cái khoa học công nghệ vào thì đối với làng nghề thủ công mỹ nghệ chúng tôi là tôi thấy áp dụng vào cái khâu đưa cơ giới hóa vào để chế biến cái khâu cốt mộc là tốt nhất. Thì nó giảm được cái lao động mệt nhọc của bà con đi, nó nâng cái năng suất lao động lên gấp mấy lần thì tự nhiên là cái giá thành sản phẩm nó hạ xuống, vừa cạnh tranh được và bà con lại có thu nhập cao thì cái khoa học công nghệ nó đưa vào. Hiện nay, việc áp dụng máy móc thiết bị vào sản xuất đã góp phần nâng cao năng suất lao động ở một số công đoạn làm nghề từ 5 tới 10 lần, từ đó hạ chi phí sản xuất,
Thu nhập bình quân cho hộ làng nghề là từ 5 tới 7 triệu đồng một tháng, cao gấp 1,5 lần so với trước khi triển khai dự án. Bộ mặt làng nghề đã có những sự đổi thay đáng kể. Đặc biệt, trong khi nghệ nhân của nhiều làng nghề khác đang bị già hóa, thì tại Hạ Thái, ngày càng có nhiều người trẻ sẵn sàng trở về chung tay cùng nhau phát triển nghề truyền thống quê hương. Thứ nhất, các bạn trẻ tiếp cận được công nghệ mới, tiếp cận được cái xu hướng mới và tiếp cận được các cái nhìn mới của góc độ hàng thủ công mỹ nghệ. Thế đâm ra là các cái sản phẩm của họ thiết kế ra nó cũng vẫn mang dáng dấp của làng nghề, nhưng nó có những cái hướng hiện đại, rồi có những cái xu hướng phù hợp với cả thị trường thì mới. Thì tôi cũng rất kỳ vọng là những cái lớp trẻ này là những cái thế hệ là họ dìu dắt, dẫn dắt để giữ được cái làng nghề cùng với các lớp thợ già, thì nó tạo lên được cái sản phẩm vừa có cái tính hiện đại nhưng mà vừa mang cái tính truyền thống của cái làng nghề. Có thể nói, trong tiến trình xây dựng nông thôn mới, sự vào cuộc của khoa học và công nghệ là yêu cầu tất yếu. Từ năm 2012 cho đến nay, chương trình khoa học công nghệ đã trải qua hai giai đoạn chính với nhiều điều chỉnh nhằm phù hợp với yêu cầu thực tế. Nhờ đó, chương trình đã giải quyết những vấn đề cấp thiết, đáp ứng được yêu cầu mới trong xây dựng nông thôn mới của nhiều địa phương. Các cái mô hình tổ chức liên kết sản xuất từ khép kín, từ sản xuất, chăm sóc cho đến bảo quản thu hoạch và cho đến tiêu thụ sản phẩm. Và cái kết quả này ấy, là đã nâng các cái vùng dự án đã nâng cao cái hiệu quả của người dân, đặc biệt là vấn đề đời sống từ 1,2 đến 1,2 năm. Và cái bình quân thu nhập ấy, của nông dân trong cái vùng dự án được ứng dụng khoa học được 80 triệu cho đến 100 triệu một người trên một năm. Trong giai đoạn 2017-2022, chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới đã xây dựng 65 quy trình kỹ thuật, 165 mô hình, trong đó có 127 mô hình sản xuất và liên kết sản xuất, 38 mô hình quản lý và du lịch sinh thái nông nghiệp. Trong đó, điểm sáng nhất đó là chương trình đã góp phần thay đổi diện mạo, phương thức canh tác của người dân nông thôn. Đây là vườn cam của hợp tác xã Hà Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. Những gốc cam thẳng hàng lối được trồng tuân thủ theo kỹ thuật nghiêm ngặt từ bón phân, tưới nước đến lịch cắt tỉa. Nhờ đó, cam thu hoạch có chất lượng tốt, độ đường đảm bảo, phù hợp với xu hướng tiêu dùng của người dân. Về cái chăm sóc cây và cách cắt cành tạo tán, thì các anh thấy những cây cam này nó rất là thấp so với những cái vùng mà nó phát triển tự do. Đấy nên là cái thu hái rất là nhanh và nó cũng tiện lợi, và cam nó gọi là mình nhìn thấy là quả nó cứ đà đà đấy ở dưới gốc này. Đấy thì đây là cái mô hình mà cũng là cái đột biến của cái chương trình này đấy, để giúp cho bà con là sau khi trồng chăm sóc cũng dễ và thu hái cũng dễ và thuận lợi. Hiện nay, cam Cao Phong đang phải cạnh tranh gay gắt với các sản phẩm cùng loại trên thị trường. Điều này đòi hỏi hợp tác xã Hà Phong phải tìm được hướng đi có tính chất đột phá. Với quyết tâm tìm ra những giá trị mới cho sản phẩm cam Cao Phong, hợp tác xã Hà Phong đã chủ động đầu tư nhà xưởng, hệ thống máy móc hiện đại, thiết bị công nghệ để chế biến sâu các sản phẩm từ cam. Thì hiện tại là chúng tôi cũng đã đưa vào bảo quản đấy, sau thu hoạch bằng cái công nghệ ion plasma. Sau khi bảo quản thì chúng tôi có thể là chế biến ra được các cái dòng sản phẩm. Ví dụ chẳng hạn như là nước cam lên men, hay nước cam cô đặc, hoặc là mứt cam, đấy, và tinh dầu cam. Đấy, thì trong các cái dòng sản phẩm từ cam thì chúng tôi làm ra ví dụ chẳng hạn rượu cam và rượu cam lên men. Đấy thì là được chúng tôi đã sản xuất và đã làm ra được khoảng 8 sản phẩm đấy chế biến từ cam. Thế bây giờ cái mong muốn của chúng tôi thì sau cái chương trình này thì cũng mong muốn là nhà nước sẽ đầu tư cho chúng tôi thêm cái mô hình chế biến sâu đấy, chế biến sâu để đưa các cái sản phẩm chế biến này ra thị trường. Thế mà hiện tại thì cái thị trường cái hàng chế biến của chúng tôi thì cũng đã gửi đi gần như là các tỉnh miền Trung, miền Nam và miền Bắc, là chúng tôi cũng đã phát triển rất là nhiều. Hiện nay, những nông dân trồng cam ở Cao Phong đã kết nối với doanh nghiệp để bao tiêu cam tươi và các sản phẩm sau chế biến.
Điều này không chỉ tạo đầu ra ổn định mà còn giúp nông dân thích ứng với nền kinh tế thị trường. Với sự hỗ trợ của doanh nghiệp, sản phẩm được số hóa, đưa lên các sàn thương mại, gia tăng thị phần và giá trị lợi nhuận. Chắc chắn là trong chương trình xây dựng nông thôn mới thì không thể không có vai trò đóng góp của doanh nghiệp đối với chương trình này, cũng như là các cái chương trình phát triển kinh tế xã hội nói chung khác của nhà nước chúng ta. Riêng đối với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thì vai trò của chủ thể là doanh nghiệp ấy, nó đóng cái vai trò có thể nói hết sức quan trọng, là chủ thể để đầu tư kết nối giữa những cái chủ trương chính sách của Đảng nhà nước đối với đối tượng là các hợp tác xã với các hộ nông dân và nông dân để xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Các sản phẩm chế biến từ cam tươi của hợp tác xã Hà Phong được phân phối chính thức và bày bán tại các trung tâm trưng bày sản phẩm OCOP trên cả nước. Trong bối cảnh thị trường đang đứng trước nguy cơ bão hòa các sản phẩm cam ăn quả tươi, giải pháp chế biến từ sản phẩm cam quả của hợp tác xã Hà Phong đã tạo sự đột phá, đưa sản phẩm cam Cao Phong tiếp cận tới thị trường tốt hơn, từ đó nâng cao giá trị, đưa thương hiệu cam Cao Phong lên một vị thế mới. Không chỉ thay đổi về cách thức sản xuất, chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới còn hỗ trợ nông dân phát triển dịch vụ, du lịch trên chính vườn đồi của mình. Đến nay, phát triển du lịch nông thôn đang góp phần thực hiện đồng thời hai mục tiêu là đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và xây dựng nông thôn mới bền vững. Từ hơn một năm nay, con đường vào xóm Khuôn Tát, nơi có lán Bác Hồ, trở nên nhộn nhịp hơn. Bởi nơi đây có thêm một khu sinh thái homestay, vườn hoa rộng lớn cho du khách thỏa sức trải nghiệm. Nói chung là tôi đến đây tôi thấy phong cảnh rất đẹp, tuyệt vời, phong thái, cái phong cảnh coi như giữ được nét sắc đẹp của Định Hóa, mà nó thiên nhiên, nó tự nhiên. Có những ngày tới 500 lượt khách đến tham quan và chụp ảnh, có những ngày thì 100-200 người, có những ngày thì lên tới cả nghìn người, cả trẻ em, cả người lớn. Đồi Nà Đình, xóm Khuôn Tát vốn là nơi hẻo lánh, cây cối rậm rạp. Cuộc sống của người dân chủ yếu bám vào đồi rừng cằn cỗi, thu nhập thấp. Trong khi nơi đây lại có lợi thế về cảnh quan, gắn liền với khu di tích lịch sử ATK Định Hóa, Thái Nguyên. Nhằm phát huy tiềm năng đó, dự án phát triển nông nghiệp sinh thái bền vững kết hợp với du lịch đã được triển khai. Trong này là những phía trên này là rừng giang nứa rậm rạp, và trong này nó rất là hẻo lánh. Chúng tôi thì thực ra cũng bỏ ra rất nhiều công sức, đấy, từ nhân lực ở trong gia đình làm và thuê người ở làng bản đây để làm sao là làm được cái mô hình này. Đấy, thì với trồng cây ăn quả và trồng các loại hoa, làm vườn hoa. Gia đình chị Hằng và một nhóm nông dân ở xóm Khuôn Tát đã cùng nhau vận hành mô hình homestay này để mang lại bầu không khí trong lành cho du khách. Nông dân nơi đây đã thay đổi thói quen canh tác, những cây hoa được chăm sóc tỉ mỉ, thủ công và nói không với thuốc trừ sâu hóa học. Tôi chủ yếu là bón là phân hữu cơ và nhổ cỏ, rồi thuê công nhân tới nhổ cỏ, rồi chăm sóc, tỉa cành, rồi tỉa những cái hoa héo, hoa khô, nó an toàn. Dùng sinh học thì nó an toàn đối với sức khỏe của khách. Mô hình này hoàn toàn đã, từ lúc viết ban đầu nó là mô hình theo hướng hữu cơ rồi. Khi mà viết dự án thì là mô hình đã hỗ trợ toàn bộ cái phân bón hữu cơ và hướng dẫn bà con kỹ thuật canh tác cây trồng theo hướng hữu cơ. Tôi hỗ trợ cả bên mặt quảng cáo nữa, tức là làm website này, làm trang fanpage này và đẩy những cái thông tin quảng cáo lên trên đấy là bên dự án hỗ trợ. Và tôi cũng đào tạo người dân là biết tự quảng cáo cái hình ảnh của mình, tức là có mỗi một đoàn đến thì mình phải tự đưa lên quảng cáo, thì người dân cũng đã học được cách quảng cáo, tức là đã ứng dụng công nghệ 4.0 vào trong du lịch nữa. Chương trình khoa học công nghệ đã xây dựng được 3 mô hình nông nghiệp sinh thái bền vững gắn với du lịch nông nghiệp tại Định Hóa, Đại Từ và Võ Nhai của tỉnh Thái Nguyên với diện tích lên tới 8 hectare một mô hình. Dự án thành công đã tạo thêm điểm nhấn cho khách du lịch, tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Nên phát triển các cái mô hình du lịch cộng đồng để góp phần nâng cao cái thu nhập
cho các bà con ở các cái khu di tích này. Thường là các cái khu di tích lịch sử này nằm ở những vùng sâu vùng xa, và cũng đối với bà con ở đây là đa số là người dân nghèo, chưa phát huy hết được cái tiềm năng thế mạnh. Thì chính các cái mô hình du lịch này nó thúc đẩy là gì, các cái sản phẩm địa phương, rồi các cái loại hình văn hóa như là các cái đội văn nghệ ở cộng đồng. Thì đây nó mang cái sắc thái văn hóa của địa phương, thì đây là những cái sản phẩm mà có thể là khai thác cho cái ngành du lịch. Thì đây là một mô hình có thể là gọi như là điển hình để chúng tôi tiếp tục nhân rộng trong thời gian tới trong cái chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Từ những làng nghề truyền thống ngày đêm sáng đèn đến những vườn cam chịu quả hay mô hình du lịch nông nghiệp sinh thái đầy màu sắc, có thể nói chương trình khoa công nghệ đã có tác động rõ rệt tới 12 trong tổng số 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới hiện nay. Trong đó, ảnh hưởng đậm nét nhất là các tiêu chí về thu nhập, việc làm, môi trường và chất lượng sản phẩm, văn hóa. Tuy nhiên, sau 10 năm triển khai thực hiện, chương trình khoa học công nghệ mới dừng nhiều trên lý thuyết, chưa có nhiều đề tài được triển khai trong cuộc sống. Mặt khác, do hạn chế về nguồn kinh phí cũng như nhân lực, nên một số đề tài, dự án khoa học công nghệ vẫn còn nhỏ lẻ. Cái sản phẩm khoa học, đề tài khoa học nó chưa phải là sản phẩm thành hàng hóa. Tức là cái nội ở đây, tức là có cái sự liên kết giữa các nhà như nhà nông, nhà khoa học, nhà quản lý và nhà doanh nghiệp. Tuy nhiên rằng là cái việc các sản phẩm, các đề tài, kết quả sản phẩm đề tài khoa học đã trở thành hàng hóa chưa thì là thực sự là chưa trở thành hàng hóa, chưa kỳ vọng như ban đầu. Cái thứ hai nữa, việc ứng dụng và việc chuyển giao nó vẫn còn có bên cạnh đó, thì vì cái thời gian nó hoàn thiện ngắn cho nên là nó chưa đủ để trải nghiệm, cho nên là một số những cái kết quả nó chưa được đưa vào chiều sâu, và cái hàm lượng công nghệ ở đấy cũng còn một số cái là cần phải đầu tư thêm. Những tồn tại của chương trình khoa học công nghệ ở giai đoạn 1 và 2 sẽ được rút kinh nghiệm để triển khai trong giai đoạn 3, là từ nay tới năm 2025. Theo đó, các đề tài dự án triển khai sẽ thực hiện bám sát chủ trương định hướng của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại Nghị quyết Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Nghị quyết 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và các nghị quyết về phát triển kinh tế vùng của Bộ Chính trị theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ chú trọng triển khai các mô hình, dự án có tính mới, khả năng ứng dụng và tính lan tỏa cao trong thực tiễn, phù hợp để phát triển và nhân rộng, ưu tiên các mô hình, dự án ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, thân thiện với môi trường, đặc biệt là ưu tiên thực hiện các đề tài dự án tại địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới và hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh và quốc phòng. Cũng xác định là giai đoạn tới là cái việc các cái đề tài nghiên cứu để gắn với cả chương trình nông thôn mới, vì đây là chương trình khoa học công nghệ xây dựng vùng nông thôn mới, cho nên cái việc mà phải gắn với cả bà con phải xuất phát từ đề xuất của cộng đồng người dân để mà thực hiện. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai ấy, cũng chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu để mà có một cái hội đồng khoa học để có thể làm thế nào chúng mỗi một cái đề tài chuyển giao xuống cái một triển khai ở địa phương nó phải đầy đủ các cái hàm lượng khoa học công nghệ để tránh cái câu chuyện đó. Cái thứ ba nữa là thúc đẩy cái việc truyền thông quảng bá để những cái mô hình, những cái điều kiện tương tự họ có thể vận dụng khoa học công nghệ làm thực tiễn. Thực tế, khoa học công nghệ phải đi trước một bước để tìm ra những cách làm hay, những mô hình hiệu quả nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và nâng cao thu nhập cho người dân. Quan trọng hơn cả, việc xây dựng và triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học cần phải xuất phát từ thực tiễn trên đồng ruộng của nông dân, của từng địa phương. Có như vậy, ứng dụng khoa học công nghệ mới có thể tạo nên những thành tựu quan trọng trong xây dựng nông thôn mới của mỗi địa phương.